Ngày 27 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SACC đã diễn ra triển lãm quốc tế ngành công nghiệp đóng gói bao bì và in ấn lần thứ 20 Việt Nam Printpack 2023. Được biết đến như một đơn vị uy tín đã có hơn 10 năm hoạt động trong nghề và đặc biệt là kinh nghiệm chuyển giao công nghệ đóng gói. Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí điện tự động hóa Trung Dũng đã mang đến triển lãm lần này các sản phẩm đa dạng, giải pháp tối ưu hóa để phát triển ngành công nghiệp in ấn, đóng gói, bao bì ở Việt Nam. Đến với triển lãm, chúng tôi mang đến máy đóng gói cân định lượng, nhiều đầu cân và máy đóng gói trả túi lọc, bao túi tốc độ cao. Đây là dòng máy tiên tiến với tính năng hiện đại, vận hành theo tiêu chuẩn, độ chính xác tuyệt đối. Với phương châm chất lượng là số 1, uy tín là hàng đầu. Mục tiêu của chúng tôi là triển khai toàn diện các dịch vụ hỗ trợ mang lại những giải pháp đóng gói sản phẩm tự động tối ưu nhất. Chúng tôi trân trọng giá trị nền tảng cho sự phát triển, đó là cơ hội được hợp tác với quý khách hàng. Với đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao, máy đóng gói Trung Dũng luôn tự tin xử lý kịp thời những vướng mắc trong suốt quá trình vận hành, mang tới cho khách hàng những sản phẩm đa dạng với chất lượng tốt nhất, tạo dựng nên sự yên tâm và niềm tin bền vững, chứ không chỉ là một đơn vị làm thương mại đơn thuần.